Em xin chào các anh. Này, nay thì em lại lên cho các anh ở đây một cái máy pha cà phê nhá. Thi thoảng trong các cái lô hàng âm thanh nhà em nó hay về một vài cái nó khá là độc lạ thì em bán cho các bác nhá. Đây, con này là một con máy pha cà phê không biết của một cái hãng gì đấy của Nhật này. Hoàn toàn chữ Nhật thôi, cũng không biết đọc tên là gì. Model của nó là con ECCB840. Dung tích 0,54 lít. Nhiệt độ sôi hình như là từ nhiệt độ của cái này là hình như là từ 216 độ đến 176 độ đấy. Cái này là cái gì thì không rõ, nhưng chắc đây là cái kiểu như là cái nhiệt độ của cái dây đun nước nhé. Còn dưới này là công suất nhiệt này. Công suất của cái máy nhiệt là 650W, 100V này. Đun sôi được đến 99 độ C nhé. Đấy, và còn một cái nữa là 100V, 100W thì chắc đây là một cái công suất của cái tiêu thụ điện gì đấy nhé. Đấy. Đấy. Ok không ạ? Đấy. Một con máy pha cà phê rang xay nhá. Pha cà phê rang xay có thể là có hạt cà phê cho vào đây để xay được này. Đấy, khi các bác muốn xay cái cà phê thì ui giời ơi, thế con này rất nổi tiếng luôn, Jori Rossi nhá. Ở đây bây giờ mới nhìn thấy. Jori Rossi, một cái thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản luôn. Đấy, máy con voi nhá. Máy con voi của Nhật. Đấy, hàng nội địa Nhật nhá. Máy rang xay cà phê Jori Rossi. Đấy, thì ở bình thường nhá, nó sẽ có hai chế độ, là chế độ đun sôi để bên này và chế độ xay cà phê ở bên này. Đấy, thì bình thường các bác sẽ để cắm điện vào này, cắm điện 100V vào này, thì các bác sẽ để ở công tắc bên tay trái này nhá, và ấn cho cà phê vào đây. Đấy, mình cho cà phê vào đây. Đấy. Ở đây thì em không có cà phê rang xay nên em dùng tạm cái cà phê hòa tan nhá, để tí em cho các bác xem cái cách dùng. Đấy, thì mình cho cà phê vào đây này, thả về cà phê vào đây nhá, sau đó ấn cái nút này. Đấy. À, thì nó sẽ xay được cà phê ra. Đấy, xoay những cà phê ra xong. Độ nhuyễn đến đâu thì là do các bác xay dài hay ngắn thời gian ở đây nhá. Đấy. Sau khi xong này, nhấc cái khay này ra. Đấy. Đổ cà phê vào đây. Đấy, thì đấy, em ví dụ như cà phê sau khi xay xong đổ vào đây thì như này. Nhưng mà cà phê của mình là mình cà phê rang xay nhá. Nên là mình sẽ phải có cái nọc nhé. Ở đây cái phễu nọc nó đi về kèm với cái máy này luôn. Đấy, thì là em sẽ để các bác luôn. Thì các bác về các bác mua thêm một cái cốc đường kính, con này đường kính 12 thì chắc là mua một cái cốc 12 là cho vào đây đặt lên là mình sẽ pha được cà phê nhá. Đấy. Hoặc bác nào lười thì hứng bằng tay tùy. Thì có nhá. Nhưng mà em theo quan điểm của em thì nên có cái mua một cái cốc chịu nhiệt thủy tinh. Đấy, thì mình đặt vào đây thì là nó sẽ rất là tốt này. Vì là nó ở dưới này là cái đáy này là nó đáy một cái đáy nó có mâm nhiệt ở đây. Và nó sẽ luôn giữ máy giữ cà phê trong nhiệt độ nóng cho mình. Đấy. Thì các bác nhìn nhớ nhá, đây là cà phê này của em là cà phê hòa tan. Đấy. Em làm để ví dụ cho các bác về cái cách pha chế cà phê thôi, còn đâu là mình sẽ dùng một cái cà phê là cà phê rang xay thì mình sẽ phải có cái giấy nữa, mình phải có cái giấy nọc cà phê đó úp mình cho vào đây xong rồi đổ cà phê vào. Đổ cà phê vào xong nén xuống hay là không thì tùy các bác nhé, nhưng chắc là phải nén xuống đấy. Nén xuống xong thì mình sẽ bật nước lên đây. Bật chế độ đun này, bật sang này. Đấy. Và mình đặt sẵn cái cốc ở đây như này. Và chờ một chút nhá, thì là nước sẽ được đun sôi. Đun sôi xong thì tự cái này nó sẽ bơm. Nó bơm nước nó cho nước vào đây đấy, như các bác thấy ở đây này. Đấy, và các bác sẽ thấy là nó sẽ có cà phê chảy xuống như này. Đấy, cà phê hòa tan. Đây em dùng cái hòa tan nhé đấy. Thì các bác thấy không? Đấy, nước nó sẽ chảy vào đây và nó sẽ ủ trên đây và nó bắt đầu nhỏ giọt xuống đây nhá. Nhưng ở đây thì em không có máy nọc nên là em không ấy được. Đấy. Thì đấy, đại khái là nó sẽ là pha như này. Được không ạ? Và nước nó chảy nó bơm xuống như này nhá. Đấy, ok không ạ? Và mình cứ để hứng kệ thôi. Đấy. Thì cái này chắc là nên có cái cốc, chứ còn ngồi mà hứng đợi này cũng hơi mỏi tay đấy. Đấy. Thì sau khi ấy xong thì mình sau khi mình hứng đủ lượng nước mà mình đã để pha rồi thì mình tắt cái máy đi là được. Đấy. Đấy. Tắt cái máy đi là được. Đấy. Cái này nên có cái cốc, chứ tự nhiên đi thả tõm xuống như này thì đúng là hơi mất vệ sinh. Nhá. Thì đấy là cái máy Rodizoshi pha cà phê rang xay nha. Đấy, nó đơn giản vậy thôi, dùng rất là đơn giản. Đấy. Đây cái này thì nó sẽ phải còn túi nọc nha đấy, thì nó mới ấy được, cái nỗ đấy rất to.
Đấy, nếu như mình không có cái túi nọc cà phê thì khẳng định luôn ăn cả bã luôn. Đấy nha, thì đấy, cách pha cà phê là như vậy. Thì cái này là cà phê hòa tan nha, em gọi là ví dụ thôi. Cái cà phê hòa tan này nó pha cho một loại máy khác, không phải là máy này. Máy này là máy cà phê rang xay nhá. Cho anh mượn cái khăn để ở đây cái. Cà phê rang xay nhá. Đấy. Thì đấy. Và dưới này nó có một cái mâm nhiệt các bạn. Mâm nhiệt nha, đây. Các bạn nhìn này, đấy. À, nó có một cái bơm nhiệt này để nó đun lúc nào nó cũng giữ nhiệt cho nó cái này nó nóng nhá. Đấy. Có nhìn là lúc nữa nó sẽ này. Nó sẽ khô dần nước, này có nhìn nữa. Nước đang khô dần này. Đấy, thì cái mâm này nó có nhiệt nhá thì là nó sẽ lúc nào cũng đun, nên là các bác nếu mua thì mua cái cốc đựng cho cái này nhá. Đấy. Thì sau khi dùng xong thì tắt đi đấy thì nó sẽ uống nhiều cốc hay ít cốc thì là mình cân theo hợp lý xong mình tắt đi là xong. À, rút điện ra. À, và chờ đợi cà phê chín nhá. Thế thôi. Thì đấy là cái con máy Rosi này. Thế con này thì em không biết là thị trường người ta bán như nào. Nhưng mà với những cái dòng cà phê mà máy pha cà phê rang xay như này thì em đã từng thử search một vài cái con thì nó hơn triệu, 4-5 triệu cũng có. À, nhưng mà thôi, cái này nó về này thì em bán là đấy thôi nhá, em bán rẻ thôi. Con này bán coi như là chả biết lỗ nãi như là bán 750.000 đi. Để bác nào mua alo cho em nhá, máy Rosi. Rosi của Nhật nhá. Đấy. Thì bác nào đang có nhu cầu mua con máy cà phê Rosi này alo cho bên em nhá, số điện thoại liên hệ là 0979891682 hoặc là 0966594581 nhá. Đấy. Bác em xin chào các bác và xin gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em. Đấy, nước mình sẽ đổ vào đây nhá. Mình đổ nước vào đây. Đấy. Thì nước là sau khi nó được, sau khi bật máy lên thì nước nó sẽ được hút vào trong cái hệ thống đun sôi trong này và nó chảy ra đây nhá. Đấy, ok nhá. Xin chào các bác.